Chào cả nhà, Thái Lý đây. Đây là cái video mà mình thực hiện ngay ở cái ngày đầu tiên Hà Nội ngừng giãn cách. Cho nên là cái công việc đầu tiên ngày hôm nay tôi định là sẽ đi cắt quả đầu này. Tuy nhiên là vì hôm nay nó là ngày rằm cho nên là tôi sẽ kiêng. Tôi để sang ngày mai cắt. Ok, cho nên là hẹn anh em ở video sau, tôi đảm bảo được tóc tôi sẽ đẹp đẽ gọn gàng hơn thay vì cái quả bù lúng này. Thì không dài dòng nữa, trong video này mình sẽ tiếp tục đến với cả những cái phần chỉnh sửa kỹ thuật cho các bạn. Có rất nhiều bạn đã gửi video cho mình và yêu cầu là cái clip chỉnh sửa của mình chỉnh sửa thêm nhiều người hơn. Tức là thay vì một người trong một video thì mình nên chỉnh sửa tầm 3-5 người. Tuy nhiên các bạn biết là một người mình tính toán rồi nó rơi vào khoảng 10 phút cho một người chỉnh sửa. Thì nếu mà mình chỉnh khoảng 3-5 người thì cái video nó sẽ rơi vào khoảng 30-50 phút. Có một cái thời lượng video rất là dài và mình cũng rất là khó kiểm soát những cái bạn mà đã gửi trước đây thông qua cái Facebook của mình. Thì một lần nữa mình rất là mong những cái bạn nào mà gửi video cho mình để mà mình chỉnh sửa ấy, các bạn hãy gửi mình qua cái địa chỉ email của mình. Thì mình sẽ để cái email đấy ở phía dưới phần mô tả của cái video này. Các bạn nhớ nhấn vào cái phần mô tả để các bạn có thể xem. Ok, hoặc bạn nào không biết là tìm ở đâu thì các bạn hoàn toàn có thể tìm qua cái Facebook của mình hoặc là có thể comment ngay dưới này, mình sẽ trả lời các bạn cái email của mình là gì. Ok, hôm nay mình sẽ đến với cả một video của bạn này. À, tôi quên mất một điều là tôi chưa nhắc cái này. Đó là một số bạn có gửi video qua email của tôi. Tuy nhiên là các bạn gửi kiểu như là các bạn gửi đúng cái video đấy. Các bạn không nói một cái gì cả. Đúng kiểu video này làm thôi, kiểu đấy. Thì tôi cũng rất là khó hiểu, tại vì tôi không biết đấy là các bạn muốn tôi làm cái gì về cái video đấy. Có thể các bạn muốn tôi xem video đấy thôi, có thể các bạn muốn chia sẻ video đấy cho tôi, có thể các bạn muốn tôi chỉnh sửa. Thì các bạn muốn như nào các bạn cần phải nói, có khó khăn gì một vài cái câu viết đâu, đúng không? Tôi nghĩ là bây giờ bàn phím điện thoại hoặc là máy tính các thứ là ai cũng có hết rồi. Cho nên nếu các bạn đã sử dụng được mail ấy, thì mình khuyên là các bạn khi gửi video cho mình ấy, ít nhất là các bạn nói cho mình biết là các bạn muốn mình làm cái gì với cả cái video đấy của các bạn. Ok. Đây là một cái tình huống mà các bạn ý đánh cả sân. Thì mình nghĩ cái bạn mà gửi video về cho mình muốn mình chỉnh sửa cho bạn ý, và nhận xét là bạn số 03 này, thì chúng mình cùng xem là bạn ấy đã làm những cái gì ở trong cái tình huống này. Cái thứ nhất là đồng đội bạn ấy dẫn bóng này, bạn ấy chạy lên, dừng lại và xin bóng. Thì mình đánh giá cái vị trí xin bóng bạn ấy rất là tốt. Vị trí xin bóng của bạn ấy nó loanh quanh ở khu vực top cho đến wing phía bên tay trái của bảng rổ. Thì hiện tại là hoàn toàn không có một ai quay ra để kèm bạn ấy cả. Thì cái vị trí đứng này mình đánh giá là cực kỳ tốt rồi. Nếu mà trong cái trường hợp bạn ấy nhận được quả bóng ấy, thì hoàn toàn bạn có thể tạo ra một tình huống dứt điểm tầm xa luôn được. Đó. Nhận bóng. Ok. Thì khi mà nhận bóng vẫn không có ai ở trước mặt, thì một cái vấn đề ở đây mình không rõ, đó là hai cái đội này bạn nào thuộc đội nào. Tại vì mình thấy các bạn ấy chuyền bóng nó rất là lung tung. Ví dụ như là rõ ràng đồng đội của bạn ý là mặc áo màu đen hả? Bạn ý cũng mặc áo đen. Thế thì cái bạn này chắc là cũng là đồng đội rồi. Rõ ràng như thế thì không có một ai đang kèm bạn ý cả. Và tiếp theo là có một bạn áo tím xuất hiện. Thì bạn áo tím này đang ở phía bên tay phải của bạn ý. Và theo như mình quan sát ở cái sân này thì khoảng cách từ bạn số 03 đến cái bạn áo tím phòng thủ này nó rơi vào khoảng 2 bước chân. Lệch rổ, có nghĩa là không có ai trước mặt bạn ấy cả. Tuy nhiên một cái vấn đề mình thấy là bạn số 03 này tiếp tục đột phá về phía bên đấy và vòng lại, và vẫn có thể qua người được. Thì mình thắc mắc một cái điều ấy, là tại sao khi nhận bóng này trước mặt không có ai này, đúng không? Rõ ràng trước mặt không có ai. Mà mình thắc mắc thêm một cái điều nữa, tại sao bạn ấy phải nhảy lên rất cao để mà bạn ấy nhận quả bóng.
thì cái việc mà bạn nhảy lên cao đấy nó sẽ khiến cho cái việc bạn tiếp đất và bạn trở lại mặt đất để bạn có thể di chuyển ra chỗ khác hoặc bạn làm một cái tình huống gì đấy nó mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Cho nên lời khuyên của mình ấy, đó là khi mà bạn nhận bóng từ đồng đội, nếu đồng đội chuyền bóng không cao quá thì mình đừng nhảy lên làm cái gì cả. Tại vì như mình nhìn ở đây thì nếu bạn ấy đứng im thì hoàn toàn có thể quả bóng đến nơi được, đúng không? Quả bóng nó rụng về ngay phía bạn ấy mà, không có lý do gì tự dưng phải nhảy lên như này cả. Cùng lắm bước chân thôi, bạn ấy nhảy lên và co hẳn chân lên bắt bóng ấy. Đấy là cái vấn đề đầu tiên khi mà nhận bóng, nó sẽ làm cho bạn chậm đi rất nhiều ở những cái tình huống xử lý tiếp theo. Rồi, cái vấn đề tiếp theo đó là mình thắc mắc tại sao bạn không đột phá thẳng vào giữa khi mà ở giữa bạn đang có đồng đội, tức là chả có ai kèm cả. Cái người còn lại thủ nó đang ở rất xa, thậm chí hai người này còn đang bị trùng vị trí với nhau. Đó, một bạn to này ở giữa này với cả một bạn nữa ở đằng sau này. Đây, hai bạn này đang bị trùng chỗ với nhau, đúng không? Thì mình thắc mắc là tại sao không đâm thẳng vào đây luôn, có một người yểm trợ ở đây quá tốt rồi, mà lại phải đi tiếp về cái phía người đang phòng thủ này. Các bạn có thể nhìn thấy là bạn ấy đang phi thẳng về phía của bạn kia, nhưng mà cái bạn kia cũng khá là non, đâm ra là không bắt được cái tình huống đấy. Thì theo mình nghĩ cái vấn đề ở đây, thứ nhất về kỹ thuật bắt bóng và đặt trụ bạn nên cần xem lại, và cái thứ hai là cái tư duy về cái việc ra quyết định khi mà mình tấn công, mình cũng phải xem lại cái đấy. Thì về kỹ thuật thì mình không có gì để nói cả, cái đấy chỉ cần tập luyện nhiều và nhiều thôi, nó sẽ giúp bạn thay đổi và tốt lên. Tuy nhiên cái việc mà bạn ra cái quyết định nó không hợp lý như này ấy, mình đoán cái lý do chủ yếu là do bạn là một người thuận tay phải, bạn đột phá chỉ biết đi về bên tay phải thôi, cho nên là bạn mới có cái quyết định là phi về bên tay phải như thế này. Đó. Còn nếu đối với một người mà có khả năng điều khiển bóng bằng cả hai tay ấy, thì mình tin cái lựa chọn ngay lúc đấy của bạn sẽ là đi về phía bên trái. Tại vì như các bạn nhìn ấy, bên trái của bạn ấy là cả một cái khoảng không, không có một ai cả. Và ở giữa cũng thế. Mà bạn ấy lại quyết định phi về phía mà có người phòng thủ là phía bên tay phải. Cho nên đấy là cái đánh giá của mình. Nếu bạn xem video này, bạn thử nhận xét xem là mình nói cái này có đúng không, để mình có thể góp ý cái khác cho bạn. Tuy nhiên đây là cái mà mình suy luận. Rồi, còn khi mà đột phá vào thì mình thấy là cái tư thế bảo vệ bóng của bạn rất là tốt. Tại vì ở đây cái hình nó rất là vỡ, cho nên là mình chỉ có thể áng áng được thôi là bạn ấy có giơ cái tay lên bảo vệ bóng. Và cái tư thế người của bạn ấy nó rất là tốt, để có cả vai và có cả đùi để bảo vệ quả bóng. Cho nên là cái việc mà đối thủ chạy chậm mà chạy ngang với người bạn như này không phòng thủ được quả bóng, đó là cái điều hiển nhiên. Rất là khó để cướp bóng với cái tư thế phòng, cái tư thế bảo vệ bóng nó hoàn hảo nha. Đó, thì cái tư thế bảo vệ bóng bạn là một cái rất là tốt, cần phải phát huy. Còn mình chỉ cần xem về cái thứ nhất này, cái động tác bắt bóng này, nhảy quá cao, nhảy co hẳn chân lên để bắt bóng, không để làm gì đúng không? Và cái thứ hai là cái quyết định, cái này nó đánh vào cái IQ của bạn, là IQ bóng rổ nó vẫn chưa tốt, do kỹ thuật của hai tay chưa tốt. Rồi, và khi tấn công thì bạn rất là mạnh dạn, thực hiện up and under với cả một người có chiều cao tốt hơn bạn. Ok. Và cái việc mà bạn dũng mãnh tấn công rổ nó là một cái lợi thế thôi. Ok, mình hy vọng là các bạn có thể gửi thêm nhiều video clip khác cho mình nữa, để mình có thể tiếp tục chỉnh sửa và hỗ trợ các bạn trong cái việc thay đổi và cải thiện cái động tác bóng rổ của mình. Các bạn hoàn toàn có thể gửi những cái video clip mà đội các bạn chạy bài các thứ, và mình cũng sẽ đánh giá luôn điểm mạnh, điểm yếu của những cái bài chạy đó. Và một lần nữa mình muốn là khi các bạn gửi video clip về cho mình, cố gắng gửi qua email. Cái thứ nhất là nó sẽ rất dễ cho mình làm việc, mình sẽ có thể lưu và sắp xếp những cái thứ tự các bạn đã gửi về cho mình nó ở trên cái gọi là cái thứ tự nó tốt hơn, và mình có thể kiểm soát, và mình đồng thời mình có thể trả lời các bạn dễ hơn so với cái việc là các bạn gửi cái video clip qua Facebook. Và khi qua Facebook như thế, thứ nhất là cái chất lượng hình ảnh cái video nó về nó rất là xấu, và đôi khi là khi mà bạn chạy ra xa rồi thì tất cả những cái gì mình nhìn nó chỉ là những cái hình vuông 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 lại với nhau thôi, rất là khó để mình giúp đỡ các bạn.
cho nên là cố gắng thứ nhất là gửi qua email cho mình, và cái thứ hai khi gửi video về các bạn hãy cho mình biết là mình sẽ phải làm gì về cái video đấy, mình có thể giúp đỡ các bạn một cách tốt nhất, thay vì cái việc là các bạn chỉ gửi một cái video vứt vào đấy cho mình thì mình thật sự là mình không biết phải làm gì với video đấy, nên react nó, nên chỉnh sửa nó, hay là chỉ để đấy cho vui thôi. Ok nhỉ? Một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi cái video clip chỉnh sửa này. Hy vọng là mình sẽ có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.